Xin chào và chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Discover Việt Nam TV. Hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2021 tại chùa Tam Bảo thành phố Đà Nẵng sắp diễn ra lễ hội Tam Phật nhằm một cái ngày lễ lớn của đất nước Lào, đó là ngày đón năm mới của Lào, cũng như một cái lễ đặt bát tại chùa Tam Bảo thành phố Đà Nẵng thuộc hệ phái Nam Tông. Hôm nay các Phật tử, các đạo hữu cũng như là các sư ở trên mọi miền đất nước đã sẽ đến đây để tổ chức một buổi lễ rất là lớn cầu nguyện quốc thái dân an. Và đặc biệt chúng tôi sẽ đón đoàn của đại biểu của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng thuộc Đại sứ quán và các bạn sinh viên Lào đang học tập tại thành phố Đà Nẵng cùng hoan hỷ đến với lễ hội lớn ngày hôm nay tại chùa Tam Bảo thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số hình ảnh của hoạt động cũng như các cái nghi thức lễ trong hệ phái Nam Tông của Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Nguyên Thủy Thế Giới. Xin mời quý vị cùng xem. Và lễ chúng ta sẽ chấp cái lễ chương trình của Phật và
tay trái cầm sợi chỉ, tay phải chặt nhẹ vào mắt. Thì người ngồi xa không hướng tới mắt thì bằng chặt tay trái quyết định, tay phải chặt nhẹ vào cổ tay của người ngồi phía trước. Thì người ngồi của sức khỏe với tất cả các hành viên tham dự và các thứ sự lớn nhất. Tôi còn rất nhiều bài thảo viết về việc lễ. Sau khi thảo xong, sư thầy sẽ được chỉ tay cho người nhận lễ trước rồi làm được để chỉnh. Buổi sáng hôm đó, thật tự nhiên tôi cảm nhận sâu sắc hơn những lời Đức Phật đã dạy. Vì tôi cũng thất vọng phát ra nhiều lời là nhiều tiếng máu cho mọi người, cho bạn. Hàng ngày, tay tay cũng lại hóa duyên. Đi từ nhà này sang nhà khác không phát hiện tôn giáo giai cấp. Vì tôi cũng như là họ nhà, không khe, không chê, không có chịu một mình. Nên gặp tập người chê tay, người sinh ra cũng các chuyện tự động nhận lại và người tăng sẵn sàng thức tha cho những người ngoài nguyên nhân. Mọi người có lý do không thể đến chùa được, người có tiền cũng có, cũng đến chùa để Phật cũng vừa không giảm gì đơn sơ chắc chứa các thủ đức trong việc động Phật. Chùa Tam Bảo Lạc Tạm Hồi, tại chùa Tam Bảo Lạc Tạm Hồi để dị dị ra thành các thực tục là hạnh đầu đà trong 13 pháp đầu đà mà Đức Phật đã dạy. Theo thời gian thì các thực dân được chuyển hóa phát triển thành hình thức đặt tái hội trong những ngày lễ để tạo điều kiện cho thiện tinh khác nơi có cơ hội cung dường tạo phước cho mình, vì không phải lúc nào cũng có thể cung dường cho tăng đoàn với số lượng đông. Và dịp lễ nên đoàn tập lịch sử Cộng hòa Nhân dân Lào dâng hương lễ Phật, họ tháp tam quy phụ giới phụ đường hương hoa bánh trái đức tinh khiết cung kính trên vị tăng ni gia hoàng cô tăng quả có bao nhiêu vì vị sanh mệnh sự huyết thanh độ sinh nguyên có trọng để bắt cơ cho nhà già thân chơi mới đẹp muôn dặm xa bắt xanh xây trần thế các bạn thật quyền quý thế nào. Chỉ cần nhìn vào ý bác sẽ thấy đời tăng cao của người tu sĩ. Điều này chỉ có ở đạo Phật, người xuất gia, người xuất cơ của Đàn A, Thịnh Thiên, Tuy Lai, Tô Tập Lâm, Nguyễn Thành Thịnh, Nguyễn Sinh Giáo Pháp của Chư Phật và Tô Nguyễn Huệ Phạm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã đúng giờ lễ bái Tam Bảo. Trân trọng kính mời đạo tràng nam tử phật tử đã ban tập điện chùa Hoan Hỷ Quan Âm Tam Quan Đại Hùng quý vị để lễ bái Tam Bảo khai mạc chương trình ngày hội thành tác phóng Phật lễ đặt lào chung vui mây sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau ba hồi tu ngay tại thánh điện và lễ phóng Phật lễ cùng chỉ tay bình an ngày Tết nào vui như mây Việt Nam trân trọng kính mời Phật tử Hoan Hỷ vào giờ này Hoan Hỷ lên thánh điện ổn định đạo tràng để lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.